Rồi chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là Bún Chánh Mập này. Đây đang là đường Ngô Đức Kế, đây là phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì Tuấn Dương đang ở đây, Tuấn Dương sẽ đi bộ để ra cái khu vực bến Ninh Kiều. Mình hôm nay thì mình đi để khám phá Cần Thơ, xem là Cần Thơ và Sài Gòn thì cái thành phố nào nó sầm uất và nó bụi hơn. Nhưng mà như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là bây giờ ở Cần Thơ đang là 19 giờ và Tuấn Dương thấy rằng là khá là vắng vẻ. Khá là vắng, nó không... mặc dù được ví là Tây Đô nhưng mà nó không có nhộn nhịp như là Sài Gòn nha cả nhà. Nhà khách số 2. Đường phố thì cũng giống như các cái khu vực khác, đường phố ở đây khá là nhiều rác. Xin mì. Ở đây có một cái quán này, là quán này ăn khá là ngon đây. Thấy điểm bán thịt bò sạch. Đây họ không bán phở mà họ chỉ bán thịt bò thôi. Thịt bò sạch. Đã đảm bảo là không bơm nước vào thịt đâu. Đảm bảo không bơm nước vào thịt. Còn đây họ bán gì đây? Lò thịt heo thành tâm. Đó, đây chúng ta đang trên đường để đi ra bến Ninh Kiều đây cả nhà. Bến phà Xóm Chài. Bên đây là bến phà Xóm Chài nhé cả nhà. Bến phà này không biết đi đâu đấy ta. Bán vé du lịch. Đây là bến phà Xóm Chài nhé cả nhà. Du lịch Chợ Nổi. Đây chắc là họ sẽ bán tour ở đây á. Nhà vệ sinh, bãi giữ xe. Dạ không ạ. Mai đi rồi chú ơi. Đi theo đoàn chú ạ. Rồi, đây là chúng ta vô đây. Nhìn đây sao tối thui á. Chắc ngoài này chắc là cái bến ra đây chắc chả có gì. Khá là tối, có lẽ là sáng mai Tuấn Dương sẽ dậy sớm. Còn đi vô đây bây giờ thấy tối quá. Rất tối rồi cả nhà. Có lẽ là sáng mai sẽ phải dậy sớm để đi ra bến Ninh Kiều. Còn kia rồi, có cái con thuyền kia thì thấy bảo là lên đó ăn. Rồi tức là chúng ta cứ leo lên ăn thôi. Nó sẽ đi vòng vòng, cỡ đến khoảng 9 giờ thì nó về. Mà chỗ đấy tối quá cả nhà ơi. Giá như ở đây mà họ đầu tư thêm nhiều đèn đuốc cho nó sáng ấy, như ở Bạch Đằng, bến Bạch Đằng thì có phải ok không? Đây là chợ gì đấy ta? Nhịp cầu người khuyết tật. Đây có lẽ là đây góc đường Hai Bà Trưng, đang ở đường Hai Bà Trưng nhé cả nhà. Shop Phúc Vinh. Đây góc đường Hai Bà Trưng và đường Phan Chu Trinh nhé cả nhà. Khá là tối. Đây cái chợ này không biết gọi chợ gì đấy ta. Welcome Cần Thơ Market, chợ Cần Thơ.
Ồ. Chợ Cần Thơ mà họ họp cả về đêm đó cả nhà. Rồi giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái khu vực này trước khi mà đi ra đến bến Ninh Kiều nhé. Đây coi xem họ bán cái gì nào. Ồ. Hột gà nướng, trà đào, trà sữa, phô mai, bán các cái đồ nướng này, xôi gà, xôi gà. Ồ, chúng ta sẽ đi một vòng trước khi dừng lại để hái xôi gà, xôi gà nguyên nguyên. Rồi xôi, rồi lát xíu chúng ta sẽ dừng đây để ăn mua xôi á. Đi một vòng coi á, ở đây khoai tây lốc xoáy. Wow. Đó, họ làm xoáy súp, xôi gà Hữu Phước. Ồ, là cái bán xôi gì rất là ngon á. Sâm, bánh, bánh như tí. Chúng ta sẽ đi một vòng đã nhé các nhà. Các cái đồ nướng này, bạch tuộc rồi. Đây bán chè, chè sữa Hồng Vân. Đây có lẽ cái khu này là hấp dẫn nhất. Đây là đối diện bên kia là 28 Phan Bội Châu. Phan Bội Châu, quận Ninh Kiều, Cần Thơ á. Đó, các đồ nướng. Thực ra ở đây thì thấy có vẻ nó không được đông như là ở Sài Gòn nhé cả nhà. Xôi gà. Đây. Có lẽ chúng ta sẽ mua xôi đi. Xôi gà. Vâng. Cho em một hộp đi ạ. Một hộp. Hộp là nhiêu tiền này? 15.000. Cho nhiều xôi đi, cho 20.000 đi. Dạ, thêm xôi vô 20. Vâng. Ở đây đang là chợ gì đấy? Chỗ này là chỗ nào đấy ạ? Chợ hàng dừa. Dạ. Hàng dừa. Chợ hàng dừa. Thế còn chợ đêm Ninh Kiều là ra ngoài kia ấy? Đây nè. Ở đây luôn rồi. Nhưng mà tên gọi chính là chợ hàng dừa. Còn chợ đêm Ninh Kiều đồ nướng nữa, đồ nướng là trên đường Trần Phú. Nướng là lên đường Trần Phú vậy. Còn đây là ăn giặt. À. Còn bên kia thì chợ đêm quần áo. Và có để ớt không? Không, cho ít ớt thì ạ. Ít thôi. Đây, 20 đúng không ạ? Xem gửi tiền. Ở trên đâu ấy? Trên kia. Phú á. À. Nó là nó bán đồ nướng cho bắt bàn ngồi để chọn. Vâng. Rồi ok, rồi em cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng quanh đây á. Ồ, bán bánh phồng này. Đây gọi chợ hàng dừa này. Rong biển, nước mía. Ê, sữa đậu nành, trà sữa. Ồ, fast food. Cũng khá là nhiều món này. Nhưng mà ở đây thì Tuấn Dương thấy có vẻ là nó khá là sạch sẽ. Phượng, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, trà sữa. Đây các cái đồ nướng. Đó, họ bán đồ nướng, nem nướng, xúc xích. Đó, đây là làm kem cuộn. Bò phô mai. Bánh crepe. Đó, đi khi đi về. Đây các cái xe này họ làm xe đẩy ra. Ở đây thì nhìn, đây là có các cái bình ắc quy này cả nhà. Bình ắc quy để cấp điện và họ xài đèn led á. Đây có các cái bình ắc quy này, đèn led, xôi gà Mỹ Đức. Bò viên, bánh tráng nướng. Wow. Nước mía sâm lạnh. Ở đây thấy là rất là sạch, khá là sạch sẽ.
có rất là nhiều các bạn trẻ tới đây. Đây là chợ Cần Thơ nha cả nhà. Chợ Cần Thơ. Bên này là đường Phan Chu Trinh. Đó. Ồ, trẻ sâm bộ lửa. À, chúng ta sẽ đi qua bên đây á. À, hello. Đây, chợ Cần Thơ. Đây là ta đi nhé. Bên đây là chè Thái, rất là nhiều món á. Bên đây là chợ Cần Thơ cả nhà, Tây Đô đó. Đây thấy mấy anh Tây đang ngồi chơi ăn uống. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây. Để kia có cái chữ là Quan Thánh kìa các bạn. Mình sẽ dừng ở đây để ăn á. Sau đó thì sẽ đi tiếp nha. Bye bye các bạn. Và các bạn hãy like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay các bạn nhìn trăng này. Mặt trăng kìa. Đó, hình cái lưỡi liềm. Rồi bye bye cả nhà nhé. Đây, chúng ta đang đứng ở đây. Và cái góc đường Phan Chu Trinh. Góc đường Phan Chu Trinh và đường Hai Bà Trưng ha. Rồi. Và một cái điểm mốc ở đây nữa là đây là chợ Cần Thơ cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nhé.